triệu và kính mời ông Vũ Hoàng Liên lên phát biểu khai mạc Ngày Internet Việt Nam 2015. Xin trân trọng kính mời ông. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi được Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, tin tưởng giao trọng trách tổ chức Ngày Internet Day hàng năm. Ông cũng cảm ơn sự có mặt của đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiêu biểu như Google, Qualcomm, VNIC, FPT. Được sự chỉ đạo và chính sách đúng đắn của nhà nước, Internet Việt Nam đã phát triển đầy ấn tượng, đưa Việt Nam xứng tầm thế giới. Internet đã trở thành thiết yếu hàng ngày với người dân Việt Nam. Vậy, một ngày tôn vinh là cần thiết để động viên cả cộng đồng xây dựng một môi trường lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn Bộ Thông tin Truyền thông đã bảo trợ và hỗ trợ cho sự kiện này, cũng như các hoạt động của Hiệp hội trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn các nhà tài trợ đã đóng góp cho sự kiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Xin cảm ơn các diễn giả, các tổ chức, các chuyên gia đã giúp cho nội dung của sự kiện. Xin cảm ơn các hội và hiệp hội đã cùng hợp tác và tổ chức sự kiện. Xin cảm ơn các phóng viên, các cơ quan báo chí đã truyền thông cho sự kiện trong suốt thời gian qua cũng như là sau sự kiện. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các bạn nước ngoài, tất cả các bạn đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Xin cảm ơn các hội viên, các bạn ở văn phòng, các bạn cộng tác viên, đặc biệt là có rất nhiều các bạn cộng tác viên trẻ các trường đại học đã nhiệt tình xây dựng và đóng góp cho chương trình sự kiện của chúng ta. Xin cảm ơn khách sạn Sheraton và đội ngũ phục vụ. Mong là sau sự kiện mọi người đều có những cơ hội mới, mong được hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn nữa các quý vị cho sự kiện Internet Day hàng năm và cho các hoạt động của Hiệp hội Internet. Tôi xin tuyên bố khai mạc Internet Day và xin kính chúc các quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Internet Việt Nam 2015 được coi là một cuộc phát động phong trào phổ cập Internet trong toàn dân nhằm không ngừng nâng cao tri thức, trang bị công nghệ cho mỗi công dân Việt Nam có thể trở thành người chủ tương lai của đất nước với đầy đủ sức mạnh và bản lĩnh, góp phần nâng cao trách nhiệm học tập, sáng tạo, tiếp thu tri thức của thế hệ trẻ, học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên Việt Nam thực hiện chiến lược công dân toàn cầu trong tương lai gần. Có thể nói, Ngày Internet Việt Nam 2015 chính là bước chân của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế bằng Internet của Việt Nam, là sự nhận diện tiến bộ của một nền kinh tế mới, siêu tốc và siêu lợi nhuận, nền kinh tế trực tuyến.